Sau 10 năm thực hiện đề án, đến nay đã hoàn thành kế hoạch các nội dung mục tiêu. Việc tự chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công nhiều sản phẩm vũ khí trang bị mới, trong đó có một số vũ khí hiện đại đưa vào trang bị cho quân đội, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thông qua thực hiện đề án đã giúp nâng cao được chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân kỹ thuật lành nghề, hình thành các nhóm nghiên cứu sâu tại các đơn vị nghiên cứu sản xuất. Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong Bộ Quốc phòng, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiên cứu khoa học, nhất là huy động nguồn lực cho công tác nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật mới, rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến sản xuất để sớm có sản phẩm đưa vào trang bị cho quân đội, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học công nghệ